Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sau Thanh Vân Chí, Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dịn tiếp tục kết đôi trong hai tác phẩm sắp tới. Sau Thanh Vân Chí, mới đây xuất hiện tin Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dịn sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai, nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả. Nhắc đến phim truyền hình cổ trang của Triệu Lệ Dịn, tin chắc rằng rất nhiều người đầu tiên sẽ nghĩ đến những tác phẩm như Hoa Thiên Cốt, Sợ Kiều Truyện. Thế nhưng có bao nhiêu người còn nhớ đến một tác phẩm tiên hiệp mà Lý Dịch Phong hợp tác với Triệu Lệ Dịn mang tên Thanh Vân Chí cơ chứ? Couple Phạm Giao trong phim vừa ngọt ngào vừa ngược mang về không ít fan hâm mộ. Mới đây trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Triệu Lệ Dịn và Lý Dịch Phong sắp tới sẽ một lần nữa hợp tác trong tác phẩm huyền huyễn mang tên Vô Tận Thiên Đăng. Được biết đây là phim có hai nữ chính đó lần lượt được giao cho Triệu Lệ Dịn và Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Dịch Phong sẽ đảm nhận vai nam chính. Bên cạnh đó cũng có một số tin tức khác cho biết Triệu Lệ Dịn và Lý Dịch Phong sẽ hợp tác trong một số tác phẩm mới mang tên Trưởng Tương Tư. Rất nhiều cư dân mạng khi nhận được tin tức này vô cùng vui mừng, nhưng điều đáng tiếc là Triệu Lệ Dịn không phải vai nữ chính. Nữ chính được giao cho Kỳ Hạ Diệu Trường, Dương Mịch, Hoàng Mộng Ánh. Thế nhưng những tin tức này vẫn chưa được xác nhận, chúng ta hãy cùng nhau chờ xem nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.